Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giới hội hành vũ của trang thông tin giới phận Phú Cường. Tin Vatican Đức Thánh Cha mời gọi trong mùa chay hãy cách giảm thời gian coi tivi dùng điện thoại mà dành thêm thời gian cho lời Chúa. Tin Vatican Virus Corona Vatican hoãn một số sự kiện. Tin do Thái Coronavirus đánh một đòn chí mạng vào nguồn thu nhập khó khăn của người Palestine tại Thánh địa Jerusalem. Tin Vatican Đức Thánh Cha mời gọi trong mùa chay hãy cách giảm thời gian coi TV, dùng điện thoại mà dành thêm thời gian cho lời Chúa. Nhân dịp thứ tư lễ cho, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ với khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phaero về những việc nên làm trong 40 ngày chay thánh này, vì đây là thời điểm tốt để tập trung vào lời Chúa trong đời sống của chúng ta. Trước khoảng 12.000 khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha chia sẻ lúc này là thời điểm để tắt tivi và mở kinh thánh. Trong buổi chia sẻ giáo lý hàng tuần, Đức Thánh Cha chia sẻ 40 ngày ăn chay của Chúa Giêsu trong sa mạc khi Ngài chuẩn bị cho chức vụ công khai của Ngài. Đức Thánh Cha nói theo một nghĩa nào đó, đây là thời gian để chúng ta bắt chước Chúa Giêsu, tìm ra một nơi thanh vắng, một nơi mà chúng ta có thể thảnh thơi lắng nghe lời Chúa và khám phá ra tiếng Chúa thị thọ với chúng ta. Đức Thánh Cha nói, sa mạc là nơi người ta dễ nghe lời Chúa, gặp gỡ thân tình với Chúa và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta cách tìm kiếm Chúa, người nói với chúng ta trong thân lặng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đối với nhiều người trong chúng ta, không dễ gì tìm được khoảnh khắc thân lặng giữa một môi trường xã hội ồn ào bận rộn, chạy đua với nhiều thứ như các trang mạng điện toán. Mùa chay là thời gian cắt giảm sử dụng điện thoại di động, để có giờ cho tin mừng Chúa, Đức Thánh Cha nhớ lại, khi còn nhỏ vào thời của ngài chưa có tivi, gia đình ngài chỉ dành ít giờ nghe tin tức qua radio. Đây là thời gian để giảm thiểu những lời vô dụng, nhảm nhí, tin đồn chuyện phiếm, để có thể thưa chuyện trực tiếp với Chúa. Đây là thời gian dành vun góp cho hệ sinh thái của con tim chúng ta. Giữa một thế giới mà chúng ta khó phân biệt được tiếng Chúa, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy vào sa mạc để lắng nghe những gì quan trọng cho cuộc sống. Đức Thánh Cha nhắc lại, khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, Chúa đã trả lời cách khẳng khái con người không chỉ sống bằng bắn, mà bằng mọi lời phát ra từ miệng của Thiên Chúa. Do đó, sa mạc chính là thời gian lắng động của mùa chay. Sa mạc là một khoảnh khắc của cuộc sống, một khoảnh khắc đối thoại trong thinh lặng với Chúa, đấng ban cho chúng ta sự sống ăn chay có khả năng giúp chúng ta biết cắt bỏ đi những cái thừa thãi mà tập trung vào những điều thiết yếu ăn chay không chỉ nhịn ăn nhịn uống mà còn tìm kiếm cái đẹp của một cuộc sống giản đơn thân bật hơn ngày nay giữa xã hội ồn ào của chúng ta đang có nhiều sa mạc đó là những người cô đơn và bị bỏ rơi có nhiều người nghèo, cô đơn, già nua sống cận kề bên nhà chúng ta trong thầm lặng, bị gạt ra bên lề xã hội và bị ruồng bỏ. Đức Thánh Cha nói, sa mạc mùa chay dẫn chúng ta đến với những người yếu đuối và thiếu thốn qua các công tác từ thiện bác ái. Đức Thánh Cha Francisco kết thúc bài giáo lý bằng nhắc lại rằng con đường xuyên suốt của sa mạc mùa chay là những tâm tình cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái để dẫn đưa chúng ta từ sự chết đến sự sống. Nếu chúng ta cùng vào sa mạc với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ ra khỏi đó trong ngày phục sinh, lúc mà sức mạnh của tình yêu Chúa làm mới lại cuộc sống chúng ta, tương tự như sa mạc nở hoa vào mùa xuân và mầm cây hoa cỏ trồi lên từ đụn cát. Nếu chúng ta theo Chúa Giêsu, sa mạc của chúng ta sẽ cũng nở hoa. Vatican, virus corona, Vatican hoãn một số sự kiện. Hôm 24 tháng 2, 2020, ông Matthew Buni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, để phòng ngừa virus corona lây lan, Vatican quyết định hoãn một số sự kiện đã lên kế hoạch tổ chức ở những nơi đóng kín như hội trường cùng với số lượng người tham dự đông. Nhưng buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các tín hữu vào thứ Tư 26 tháng 2 tại quảng trường Thánh Phaero vẫn diễn ra bình thường. Chiều ngày 25 tháng 2, tại Đại học Ubaniana, theo dự tính có một buổi gặp gỡ đông người và có các nhân vật quan trọng của Tòa Thánh tham dự, như các hồng y Parolin, Tạc Lê và Philoni. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ đã được hoãn lại. Theo ông Matteo Bruni, đó là một ví dụ về những sự kiện được lên kế hoạch trong vài ngày tới. Ông Bruni cũng nói rõ buổi tiếp kiến chung vào thứ tư ngày 26 tháng 2 tại quảng trường Thánh Phê-rô vẫn diễn ra bình thường và để đảm bảo việc phòng ngừa, Vatican đã chuẩn bị một nhóm các nhân viên y tế túc trực tại quảng trường Thánh Phê-rô để hỗ trợ ngay lập tức nếu phát hiện người có những triệu chứng của bệnh dịch. Ngoài ra, nước khử trùng đã được đặt ngay trước cửa các văn phòng của Vatican. Ông Buni cũng cho biết thêm, nhân viên y tế của Vatican sẽ thông báo nếu phát hiện có trường hợp dương tính với COVID-19. Vatican phối hợp liên tục với vùng Lazio và lực lượng đặc nhiệm của Bộ Y tế Ý trong việc theo dõi và phổ biến mọi khuyến nghị được cung cấp phù hợp với quy định của chính phủ Ý. <laughs> Do Thái. Coronavirus đánh một đòn chí mạng vào nguồn thu nhập khó khăn của người Palestine tại thánh địa Jerusalem. Nguồn lợi chủ yếu của Do Thái là du lịch, tuy nhiên dựa theo các tin tức tình báo, chính phủ nước này không loại trừ khả năng coronavirus là vũ khí sinh học. Vì thế, họ cấm nhập cảnh các khách hành hương đến từ Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản. Theo thông tấn xã Yonhap của Nam Hàn, Hôm thứ Bảy ngày 22 tháng 2, Israel đã cấm nhập cảnh khoảng 130 người Nam Hàn đến Tel Aviv trên chuyến bay của Korean Air. Ngày hôm sau, Israel tuyên bố cấm nhập cảnh đối với tất cả những người nước ngoài đã từng đến Trung Quốc, Nam Hàn hoặc Nhật Bản trong vòng 30 ngày qua. Với quyết định này, họ đã chặn lại tại phi trường Tel Aviv thêm 290 người Nam Hàn đến trong ngày Chúa Nhật. Hầu hết 420 người Nam Hàn này đến Israel để hành hương thánh địa Jerusalem trong mùa chay. Hôm thứ Ba ngày 25 tháng 2, các khách hành hương Nam Hàn đã trở về nhà trên hai chuyến bay thuê bao do chính phủ Israel đài thọ tất cả mọi chi phí. Chiếc máy bay của hãng hàng không do Thái Anan Airlines đầu tiên với 221 hành khách trên máy bay đã về đến sân bay quốc tế Incheon hay còn gọi là nhân xuyên vào buổi sáng. Khoảng 6 giờ sau, chuyến bay thứ hai với ba người có quốc tịch Nhật Bản trong số 199 hành khách đã hạ cánh tại cùng một sân bay. Tờ Jerusalem Post cho biết tính đến ngày thứ hai đã có từ 800 đến 900 khách du lịch Nam Hàn đang hành hương ở nước này. Họ đến trước khi lệnh cấm nhập cảnh có hiệu lực nên vẫn có thể ở lại nhưng do Thái đang yêu cầu họ trải qua xét nghiệm coronavirus, chi phí do chính phủ do Thái đại họ. Coronavirus thực sự đã đánh một cú rất mạnh vào nguồn thu nhập vốn đã rất khó khăn của người Palestine trong vùng. Tính đến ngày thứ Ba 25 tháng 2, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, gọi tắt là KCDC, đã có tổng cộng 977 trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận và 11 trường hợp tử vong. Những con số này đánh dấu một sự gia tăng hơn 30 lần kể từ ngày 18 tháng 2 khi chỉ có 31 trường hợp nhiễm bệnh. Hai ổ bệnh nghiêm trọng nhất là tại một chi nhánh của giáo phái Shincheonji ở Daegu và tại Bệnh viện Đê Nam, quận Cheongdo, lân cận. Con số trường hợp nhiễm coronavirus tại hai nơi này vẫn tiếp tục tăng dần chiếm khoảng 70% tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại Nam Hàn. Hôm thứ Ba, Tổng thống Văn Tại Dần hay còn gọi là Moon Jae-in đã đích thân đến thăm tâm trấn của trận dịch này là thành phố Daegu. Trong dịp này, Tổng thống đã trấn an cư dân thành phố rằng chính quyền của ông sẽ làm mọi nỗ lực để làm chậm lại tốc độ lây nhiễm coronavirus. Ông cũng tuyên bố rằng không cần thiết phải phong tỏa cả một thành phố như Trung Quốc đã làm ở Vũ Hán. Một công dân Mông Cổ hôm thứ Ba đã trở thành người nước ngoài đầu tiên ở Nam Hàn chết vì coronavirus, các nhà chức trách y tế cho biết như trên. Trong khi đó, một thành viên phi hành đoàn làm việc cho Korean Air đã được chẩn đoán nhiễm coronavirus, một quan chức chính phủ cho biết hôm thứ Ba điều này lại thêm vào danh sách các tai ương Korean Air phải chịu trong trận dịch này. Tiếp viên hàng không này đã bị phát hiện nhiễm Covid-19 tại phi trường quốc tế Los Angeles của Hoa Kỳ sau khi phục vụ trên tuyến đường Incheon-Los Angeles từ ngày 19 đến 20 tháng 2. Trước đó, người này đã bay trên tuyến đường Incheon-Theo Avi. Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Sang lip nói với các phóng viên rằng. Các cơ quan y tế có kế hoạch kiểm tra tất cả những người theo giáo phái Shincheonji vì khoảng 56% tất cả các trường hợp nhiễm virus được xác nhận tại quốc gia này là các thành viên của Shincheonji ở Daegu. Giáo phái Shincheonji đã đồng ý cung cấp một danh sách những thành viên, ước tính khoảng 200.000 người và số điện thoại để liên lạc với họ. Tuy nhiên, trong một tuyên bố hôm thứ Ba, nhóm này nói đang phải gánh chịu một cuộc sanh phù thủy. Một điểm tin giới hội hoành vũ của trang thông tin giới phận Phú Cường đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.